đồ được Chúa yêu thương, chọn làm chứng nhân đi truyền giao đức tin cho đời. Phêrô, Phaolô, hai tông đồ là hai ngọn đuốc sáng chiếu soi ngàn năm, đầy đức tin không bao giờ phai mờ. Xưa kia trôi Chúa ba lần vì yêu đức tin, Phêrô hối hận nguyện cầu xin Chúa thứ tha, một lòng tin mến xây dựng hội thánh sáng tươi, muốn năm vững bền như xưa Chúa đã ban truyền. Phêrô, Phaolô, hai tông đồ được Chúa yêu thương, chọn làm chứng nhân đi truyền giao đức tin cho đời. Phêrô, Phaolô, hai tông đồ là hai ngọn đuốc sáng chiếu soi ngàn năm, đầy đức tin không bao giờ phai mờ. Năm xưa truy nã ngăn ngừa đạo Chúa khắp nơi, nhưng khi Chúa gọi Phaolô theo Chúa hiến dâng, một lòng tin mến xây dựng hội thánh sáng tươi, Phaolô vững lòng tin yêu Chúa trong cuộc đời. Phêrô, Phaolô, hai tông đồ được Chúa yêu thương, chọn làm chứng nhân đi truyền giao đức tin cho đời. Phêrô, Phaolô, hai tông đồ là hai ngọn đuốc sáng chiếu soi ngàn năm, đầy đức tin không bao giờ phai mờ.